chào mừng anh em đến game Disappear. Ok, anh em chúng ta bắt đầu lại thôi. Skip đi ba. Cái gì mà skip? Không skip được. À. Rồi. Tên tôi là Harry Jacob. Và tháng trước, con gái của tôi là Sophia đã mất tích. Tôi đã kiên nhẫn để chờ đợi cái cuộc điều tra của cái cảnh sát từ lần này đến lần khác, nhưng không có gì cả, không có một cái tông tích gì cả. Cô ấy làm việc và dọn dẹp trong thành phố, và cô ấy kiếm được khá nhiều tiền từ cái việc làm của cô ấy. Nhưng một ngày cô ấy không bao giờ quay trở lại. Trước khi cô ấy biến mất, cô ấy nói với tôi là một đêm là có xảy ra một cái gì đấy ở trong một cái ngôi cái đồi. Có một thứ gì đó đã xảy ra. Mọi cuộc điều tra đều đặt câu hỏi cô ấy đang ở đâu. I did some digging of my own and found that the guy has a small, và tìm ra được một gã khá là nhỏ. The outskirts of town. Says on the record. Một outfit của gã. He's been using it as some kind of dumping ground. Mẹ hiện nhanh thế sao vậy? But I know this is the place. Nhưng bây giờ tôi biết cái nơi đấy và cái nơi của cô ấy đang ở đâu. God damn tired. Ôi Chúa ơi, tôi đã đợi rất lâu rồi. À, cuối cùng là ông này cũng tìm ra được cái nơi mà con gái mất tích. À. Rồi, anh em sẽ không còn thấy cái chữ bên trái nó hiện ra nữa. Anh em thấy tôi diễn vậy ok không anh em? Ok nhá. Ok anh em, hôm nay thì chúng ta chơi con game mà Disappear. Là đến biến mất. Gì cả tiếng Việt. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Mày đi cái kiểu gì mà lạo xa lạo xạo ấy. Trời mưa à? Game chất lượng đấy. Ừ, game 6GB thì đồ họa nó phải nặng lắm anh em ạ. Rồi, chúng ta có cái chìa khóa ở đây. Này. Mày chìa khóa bé tí tí. Mẹ làm cái chìa khóa to hơn là không? Người bên cạnh với tôi không biết thấy chìa khóa ở đâu. Ở ngoài trời đang mưa anh em ạ. Lại đi tham quan. Oh, how long has this been here? Đã bao lâu rồi không có người ở đây? Mẹ mày ruồi này. Mẹ con game chân thực thật sự luôn đấy. Ôi, cái này mà anh em đeo kính thực tế ảo vào không mà. Có mà thật như thật anh em ạ. Cột cái gì đấy? Đéo là để quả tượng mẹ nhìn. Oh, gross. Gì đấy? He's here. He's fine. Anh ấy ở đây. Anh ấy ở đây vì cô ấy. How does she know who I am? Cái quái gì vậy? Làm sao cô ấy biết mình đang ở đây? Thằng nó ẻ ra sàn này. What the fuck? Mẹ nó ẻ ra sàn này. Mẹ ngươi một bãi luôn anh em nhá. Mẹ tôi đang đi về phía kia hay là phía này nhỉ? Có ai không? Alo? Cái gà tàn thuốc còn đỏ. Vậy là có vẫn còn người đang ở đây. Anh em nhớ, cái gà tàn thuốc vẫn còn đỏ. Vậy là ở đây vừa có người. Ai? Ai đang ở đây? Thầy còn dẫm lên. Về vứt luôn đôi giày. Nhá.
về là ấy, chìa khóa đấy. Mày con game này làm cái chìa khóa bé tí tí vậy. Làm chìa khóa to lên chứ. Cái gì vậy? Trời mưa à? Nghe này nha, không vứt luôn, vứt luôn đôi giày đấy. Nghe ra, rồi. Chặt chân mẹ. Anh em mẹ dám phải phân là anh em phải chặt chân à? Mẹ anh em dư chân thế. Rồi xong. Trong này lại có mấy con ma nưa canh. Hello. Hello. Không có ai cả. Ủa mấy nước kìa, khát nước quá. Có gì đâu. Không có đèn pin nhỉ anh em nhỉ? Game thế nào không có đèn pin. Rồi lại có thêm, chúng ta lại có thêm một cái chìa khóa rồi. Có điểm đâu? Cái gì đấy? Ui, con game đẹp vậy mà không được cho lên Steam à? Con game này cũng hay phết đấy chứ. Sao lại không được cho lên Steam nhỉ? Em vừa gặp một chuyện rất kinh khủng thầy à, em đá được quả này à? Tôi thấy game này đồ họa là quá là đẹp luôn. Không khác gì mấy con game kinh dị bình thường. Mà lại không được lên Steam. Quá là ổn phí. Cái gì đấy? Nam trái nữ phải. What the? Làm giật cả mình, cái con đen đen này làm tôi giật cả mình. This place just keeps getting weirder. Thôi nha, mẹ mày tôi có lao vào cắn tao nha. Đi. Nhéo là tự nhiên dùng một cái đặt hai con này ở đây không? Không thì kia à? Mẹ đéo là thằng này nó lại ngủ nó bên cạnh hai con này ạ. Cả dao, cầm dao để chém mà tốc độ. Không được à? Không được nha mới. Mẹ tối ngủ mơ hai con này rượt có mà chạy tụt quần. Ôi, mẹ nhà này lắm dao lắm anh em ạ. Thợ săn à? Cảm ơn Leo Duy nhá. Rồi nam trái bây giờ là nữ phải. Duy nhá, hạn chế donate trong lúc chơi nhá. Ừ, lấy cái nào to to ấy. Donate một lần thôi. Ồ. What the hell happened here? Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Không tắt được. I said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when maybe I know so well. Ui, bẹ nhà to quá nhỉ.
Ui, nhà này to lắm anh em ạ. Anh em để ý giúp tôi là mấy cái chìa khóa nhá. Ui, nhà to lắm. Có dao cạo râu này. Ở đây có gì sáng sáng này anh em này. Biệt thự bị ma ám. Cái cục này là cục sáng sáng gì vậy? Cầm theo được không cho nó sáng đỡ bị đèn pin. What the hell are these things? Sao giọng ông này cảm giác nó bình tĩnh vậy? What the hell is this thing? Mẹ, con sinh vật nào nó vừa trôi qua vậy? Ngoài hành tinh à? What the? Tôi vừa thấy người ngoài hành tinh vừa lướt qua. Điều phải ma đâu. Ma chỉ là dạng người lướt qua thôi nhé. Đằng này tôi thấy là nguyên một con ở đây nó kiểu như là có cái cục u trên đầu của anh em nhé. Người ngoài hành tinh này. À đây. Có khi con thú nào không? Thú gì? Lạc đà. Làm ơn cho tôi ra ngoài để tôi cứu cậu. Do come in. À, đợi chút em cứu thằng bên kia đã nhá. Chết mẹ rồi, không mở cửa được cậu ơi. Không mở cửa được cậu ơi. Mẹ nó, tôi tưởng có người đồng hành tôi đi vào trong kia. Rồi vậy ai em vô má. Ai em vô. Gì vậy? Come a little closer. Làm ơn lại gần, lại cả cái đầu về gần. It's okay, don't be afraid. Ổn mà, đừng có sợ. Đố tôi hỏi anh em là đố má. Nhìn này không sợ là đố má, tôi nghĩ là anh em sợ cái gì nữa. Tôi tin ông nhá, tôi tin một cái xác không đầu ok đang nói chuyện với tôi. Vâng, không sợ, rồi không sợ đâu. You're finally here. Ồ, cuối cùng cậu cũng ở đây. What have you done with my chúng mày đã làm gì với con gái của tao? Chúng tôi đã đợi ông rất lâu rồi, Jacob. Làm sao bọn mày biết được tên tao? Chúng tôi rất biết rất nhiều thứ về ông và muốn gặp ông. Và tôi sẽ mang lại gia đình cho ông. Như gì đấy? No. Now you're one of us. Bây giờ ông là một trong chúng tôi. Hết à? Hết rồi. Hết rồi.